Có thể nói tôi rất là may mắn khi mà sau khi kết thúc cái phần làm đạo diễn catwalk cho các thí sinh ở phía Bắc thì tôi lại được may mắn tiếp tục được mời để huấn luyện cho các thí sinh phía Nam cho phần thi catwalk. Thì tôi có thể nói rằng là lần này thì về mặt bằng chung giữa các thí sinh Bắc và Nam không có một sự chênh lệch. Mặt bằng các bạn thứ nhất là về độ đồng đều, về độ cao và hình thức cũng như là cái tri thức cũng như là mọi cái các bạn đã, có lẽ tôi cảm nhận là các bạn được trang bị rất là kỹ càng. Nên là những cái bài tập tôi đưa ra mặc dù rất là khắt khe, rất là mệt nhọc về thể lực cũng như là tập luyện, nhưng mà các bạn đã rất có ý thức và tiếp thu nó một cách rất là nhanh, và tôi không thấy có một sự chênh lệch giữa Bắc và Nam. Và điều tôi mong muốn nhất là qua cuộc thi này, sau khi một cái quá trình tổ chức rất là quy mô và rộng lớn như thế này, tôi rất là mong rằng là với 20 thí sinh phía Bắc và 20 thí sinh Việt Nam, chúng ta sẽ chọn được ra một người xuất sắc với thương danh hiệu là Hoa hậu Việt Nam. Đây thì mình không có nhiều cơ hội để mang giày cao gót, thì đối với mình thì việc mang giày cao gót rất là khó khăn. Bởi vậy nên qua những buổi tập của anh Minh Tiệp thì mình cảm thấy tiến bộ rất là nhiều, và mình hy vọng là mình sẽ có đủ sức khỏe và sự tập trung cũng như là nhớ bài để hoàn thành thật tốt. Đây là lần đầu tiên mình tập luyện đi catwalk, thật sự nó cũng rất là khó khăn, chân rất là đau và đi thì dai hay là đầu nó không được tốt cho lắm, nhưng mà mình nghĩ là sau những buổi tập luyện với các thầy cô, mình sẽ cố gắng hơn và sẽ hoàn thành, gọi như là hoàn hảo trong đêm chung kết. Những ngày qua em đã tập với anh Tiệp và chị Linh, thì trước hết em cảm ơn anh Tiệp và chị Linh đã chia sẻ những kinh nghiệm về cách quốc, về cách đi và cách cười cho tụi em. Các bước đi của người mẫu và hoa hậu thì khác nhau. Anh Tiệp và chị Linh đã bày cho chúng em cách cười như thế nào và cách đứng như thế nào và đi như thế nào. Em rất là vui khi được anh Tiệp và chị Linh dạy cho chúng em cách bước.
Buổi tập ngày hôm nay tuy rất mệt nhưng em cảm thấy rất là ý nghĩa vì giúp chúng em có thể làm quen với sân khấu cũng như là ôn lại những bước đi trên sàn diễn trước đêm chung khảo miền Nam. Và em cảm thấy là buổi tập ngày hôm nay là giúp chúng em có thể tự tin thể hiện mình và tỏa sáng trên sân khấu trước ban giám khảo và quý vị khán giả. Hôm nay em và các bạn trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 có một buổi tập khá là mệt, nhưng em nghĩ để có được thành công cho ngày mai thì em nghĩ nỗ lực hôm nay vẫn chưa đáng kể. Qua đây thì em cũng muốn cảm ơn ekip của thầy Tiệp cũng như ekip của chương trình Hoa hậu Việt Nam đã rất là quan tâm chăm sóc tụi em rất là kỹ càng. Ở đây em xin cảm ơn rất nhiều ạ.